hình ảnh vừa rồi chắc hẳn các bạn sẽ thấy tôi hào hứng với chiếc sedan Lux A2.0 của VinFast như thế nào. Thực sự là mới cách đây chỉ hơn một tiếng thôi, tôi lái chiếc SUV bản cao nhất. Thì thực sự đấy cũng là một mẫu xe chất lượng, nhưng để tạo cảm hứng, bởi vì tôi vốn là người yêu thích tốc độ, thích và rất yêu thích tốc độ, thì thực sự Lux A2.0 là mẫu xe mà tôi thấy rất thích. Dẫn động cầu sau nhá, nền tảng khung gầm của BMW nhá, thương hiệu Việt Nam nhá. Đồ đạc trên xe, nếu như các bạn chút nữa thôi, các bạn sẽ thấy đều là đồ nhiều, rất rất nhiều đồ xịn đấy. Và thứ đầu tiên tôi muốn lật lên cho các bạn xem, động cơ. Đấy, ti thủy lực đẩy lên, tấm cách âm cách nhiệt, hệ thống thanh răng. Đấy, ECU đặt ở đây. Rồi, cổ hút đặt cao. Đó, máy cũng khá là kín, nhưng cái khoảng này là khoảng trống này, khoảng này là khoảng hấp thụ xung lực này. Đó. Rồi, khi nhìn thấy một cái cỗ máy như thế này thì thực sự là mình có cái điều gì đấy nó khá là tự hào mà. Cũng một chút gì đó nghĩ về những cái tương lai của một thương hiệu xe Việt nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Bây giờ tôi sẽ đóng lại. Và thưa các bạn, chính sách giá của Lux A2.0 cũng khá nhiều điều vui. Tức là tại thời điểm này thì giá bản cơ sở là 990 triệu, nhưng mà cái bản hơn 1 tỷ 2 thì nó ở kia, mâm miếc rồi nhiều trang bị đẹp hơn. Tuy nhiên là từ 990 triệu đã bao gồm VAT thì các bạn có thể chọn thêm những cái option, chọn thêm mâm rồi trang bị vân vân, thì nó sẽ ra cái bản của bạn nó nằm đâu đó trong khoảng đó. Và đến mùng 1 tháng 9 thì rất có thể giá nó lại là khác. Đó. Phần trang bị thì các bạn sẽ thấy nhá. Các bạn sẽ thấy những cái đặc trưng của một chiếc xe mang thương hiệu Việt này. Đèn daylight chạy rất dài theo hình chữ V, rất đẹp. Buổi tối thì sẽ thấy rõ hơn cái vẻ đẹp của nó. Tôi nghĩ rằng cái chất lượng hoàn thiện là nó tốt. Đèn pha, nhiều người thì thấy cái mặt đèn pha này nó hơi bé, nhưng có lẽ tôi sẽ phải chờ thử trong cái buổi tối. Mà nếu như anh em nào mua cái xe này về đi thử trong buổi tối, comment luôn, gửi ý kiến phản hồi luôn cho anh em được biết. Đấy, camera, hệ thống cam 360, cảm biến trước, cảm biến góc có hết. Rồi, nói chung đồ lắp cho xe Vin là thực sự là mình được biết nhé, là cũng đồ xịn đấy. Ví dụ như là hộp số là ZF này, rồi là trục khuỷu cũng là từ nhà cung cấp ZF, lốp Michelin này. Đấy, mâm này là mâm 18, mâm 19 thì đẹp hơn. Các bạn có thể tìm thêm rất nhiều những cái hình ảnh về cái bộ mâm đó, càng trong hệ thống thụt là càng nhôm nhá. Và thực ra nếu như các bạn, ngay tại cái thời điểm này tôi nhớ lại cái thời điểm cách đây hơn một năm, tôi nhìn thấy cái bản prototype bên hôm đấy tôi sang Pininfarina, thì nhìn cái dáng xe nó sedan này thực sự là đẹp. Và lúc đấy là cái cảm nhận, phải nói chung là cái cảm xúc là phải nổi da gà luôn, dựng lông luôn. Đấy. Và các bạn hãy xem phần đuôi cá, phần đuôi phía sau. Đẹp. Nói chung để mà nói mà một chiếc xe hài hòa trong hai chiếc xe, trong những chiếc xe của VinFast, thì tôi rất thích cái chiếc sedan này. Đó, có rất nhiều những cái bản đây các bạn nhìn xem, đấy đấy, những anh thợ kỹ sư đấy đang kiểm tra vân vân này. Đó, màu đen nhá. Mâm xịn sò nhá, nội thất cũng xịn sò luôn nhá. Đấy. Nói chung con này nếu như các bạn cầm lái, các bạn chạy thử, tôi tin rằng sẽ nhiều người sẽ dành những cái lời khen ngợi của đấy. Các bạn hãy xem phần đuôi đèn đằng sau. Rất đặc trưng của xe Vin, đã quá quen thuộc rồi. Ui giời. Bô này. Cửa bô kép. Và hình như là nó có xem. Rồi. Đấy. Thiết kế phần cản dưới khá là thể thao. Cảm biến góc, cảm biến sau, nói chung về trang bị bên ngoài, cảnh báo, rồi là camera lùi. Tôi phải giới thiệu rất nhanh những cái phần trang bị để các bạn xem lại một lần nữa, để thật nhanh chóng để chúng ta có thể cầm lái trải nghiệm nó. Thực ra đây là một mẫu xe mà tôi thích về cái khả năng vận hành đó. Thưa các bạn, trên cả chiếc SUV lẫn chiếc sedan, các bạn sẽ thấy một cái điểm chung này. Nếu như tất cả các cửa đều đóng, tôi đóng nhẹ như này, rất khó hít. Nhưng mà nếu như các bạn nới cái cửa này ra, các bạn chỉ cần đóng nhẹ một chút thôi, phập là sẽ vào. Bởi vì cái khoang xe nó khá là kín, nó tương đối giống chiếc Outlander mà chúng tôi đã giới thiệu với các bạn trước đây, là cái hệ thống gioăng rồi vân vân, khá kín. Chút nữa chạy trải nghiệm các bạn sẽ cùng tôi cảm nhận được cái phần đó. Đây, phần nội thất. Thực ra cái bản mà tôi
đang ngồi đây thì là màu da là màu kem. Màu da màu kem, nhưng mà tôi thích là thích cái màu da bò hơn cái màu nâu á. Về chất liệu da nhá. Này, trên khoang xe này. Nhựa mềm này. Gỗ này. Gỗ này là gỗ gỗ sần, sẽ không để lại bóng. Đó. Nhưng mà tôi nhớ là có cả tùy chọn về kim loại cũng có này, da ốp trên mặt này cũng đẹp. Đấy. Hơi ít nhựa. Da ghế mềm mại. Nhưng tôi đã nói rồi, ghế này ấy thì mình giữ, chúng ta dùng chúng ta phải rất giữ gìn, bởi vì là rất dễ nhăn và dễ bẩn. Thì đối với những cái dòng da mà xịn sò thì chúng ta cũng phải chăm sóc nó. Còn tổng thể không gian thì các bạn hãy nhớ rằng đây là một mẫu xe là form D, thì cái không gian ngồi nó khá là rộng, và về độ hoàn thiện của những cái chi tiết là tương đối tốt. Trừ cái màn hình này, các bạn sẽ thấy là có rất rất nhiều ý kiến, bởi vì do cái thiết kế này, do cái màu sắc. Nhưng mà tôi thì ý kiến tôi như thế này: nếu như chúng ta nhìn qua những cái hình ảnh thực tế thì chúng ta sẽ thấy nó hơn những cái hình ảnh mà chúng ta quan sát qua mạng rất nhiều. Đó, nó có hơn. Đấy, phím xoay. Cái này là ốp nhựa thôi chứ chưa phải là kim loại. Cũng được. Muốn kim loại chắc là cũng sẽ có. VinFast chắc cũng sẽ chiều bạn. Đấy. Đấy. Tốc độ đáp ứng của màn hình các bạn sẽ xem. Đây nhá. Rồi, bây giờ. Rồi, tắt này. Bật này. Điều hòa này, hệ thống điều hòa này. Đấy, cảm biến nhá, gió hơi màu mè một tí, không sao, có cái gì đấy rất Á Đông. Rồi, điều hòa hai vùng độc lập. Đấy, mình cài đặt thì có thể vào đây, tiếng Việt tiếng Anh chọn được hết. Màn hình này có để lại một chút dấu vân tay. Tôi sẽ bật thử cái cam 360 xem cái chất lượng hình ảnh như thế nào luôn. À, nó cũng tương đối như những chiếc xe Nhật loanh quanh 1 tỷ, kiểu như thế. Ở dưới đây là cũng là gỗ này, cơ là sử dụng kiểu cơ mềm rất đặc trưng của những chiếc xe Đức hay trên những chiếc xe tương đối sang trọng. Đấy. Phần này nếu như mà bằng gỗ này, hoặc là bằng kim loại, thậm chí bằng nhựa bóng thì tôi nghĩ nó sẽ đẹp hơn. Phần này tôi nghĩ là sẽ có những cái cải tiến về cái phần hộp số, vân 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 vân. Chế độ hộp bên này xem. Có sạc không dây. Có sạc không dây đấy. Các bạn sẽ thấy được là những cái nỉ ở đây nhá, là nó là nỉ đẹp. Mình thấy là đẹp đây, đặt sạc. Đấy. Hai cổng USB các vị trí để như thế này. Đó, chai nước thì chúng ta có thể để vào đây. Đó. Và chiếc vô lăng. Vô lăng thì các bạn đã quá quen thuộc rồi phải không ạ? Đấy. Vô lăng nó khá dày dặn, kiểu của BMW. Điều khiển âm thanh âm lượng bên này, điều khiển cruise control bên này, truy cập vào menu, setting trên cái màn hình là ở trên này. Đấy, kiểm tra áp suất lốp này, đây là đang cảnh báo áp suất lốp phía sau này. Đó, giao diện là tiếng Việt. Nói chung là xe do người Việt thì sau này cũng sẽ được ưu ái cho người Việt nhiều hơn về mặt tính năng. Chúng ta cứ phản hồi thoải mái đi, rồi sẽ có những cái điều chỉnh thích ứng. Mảng đồng hồ này thì các bạn sẽ thấy hơi mờ bởi vì tôi chưa bóc cái giấy bóng ở đây. Ghế lái nhá, thưa các bạn, ghế lái điều khiển điện này, có bơm lưng này. Đây ạ, nhựa. Rồi, vô lăng điều chỉnh gật gù. Ấy, và xa gần. Đó. Và ở đây là đèn pha tự động nhá. Có mở cốp, có cam 360 này. Có cả hệ thống hỗ trợ xuống dốc và hệ thống khởi hành ngang dốc, nhưng mà đấy là bản cao cấp nhá. Rồi, ghế bên phụ cũng có bơm nhá, cũng có điều khiển điện nhiều hướng nhá. Đây, các bạn sẽ nhìn cái góc này vào này, các bạn sẽ thấy cái mặt ghế nó rất là đẹp. Thực ra nhìn cái thiết kế này là đẹp luôn mà sờ nó mịn. Nhưng mà da này là phải giữ gìn, da này phải giữ gìn đấy. Rồi đấy nhá, các bạn sẽ thấy này, cái hệ thống loa trên cái bản cao cấp trên cái mẫu xe này ấy là sẽ là có 13 loa. Tôi thì tôi chưa biết cái thương hiệu nào, nhưng mà nó tương đối giống chiếc Lux SA2.0 của tôi thử. Loa là nghe hay. Đó, và cảnh báo điểm mù ở cái này thì hơi buồn cười một tí, hơi vui một tí. Cái này thì cảnh báo điểm mù ở đây, cái này thì hơi vui một tí, kể mà nó nằm trên gương thì cũng oách hơn nhiều. Rồi, gỗ này, chất liệu nói chung là độ hoàn thiện và chất liệu là tốt. Phanh tay điện tử này, tắt bật cảm biến này, tách bật traction control này. Auto tự động tắt gắt bật động cơ ở đây, auto start stop ở đây. Cái vùng này mà làm đẹp hơn tí nữa thì là oách luôn.
Bây giờ tôi sẽ ra hàng ghế sau nhé. Ra hàng ghế sau. Rồi. Form xe hạng D cho nên là cái việc mà ngồi vào là ta có một cái không gian rộng rãi là cái cảm nhận đầu tiên. Ghế ra là cũng tương tự như ghế trước thôi. Đây, cái tựa của ghế trước này, nhựa này, rất chắc chắn. Nhìn nó chắc chắn chứ nó không kiểu như thế. Đó. Đẹp. Nhưng mà thứ mà tôi thích nhá, vẫn là thứ tôi thích. Nguồn điện 230 này. Rồi các cổng sạc này, đầu ra 12V này. Điều hòa hàng sau có luôn này. Đấy, không gian ngồi rộng rãi, tư thế ngồi êm mà hai ghế này. Đấy, có lẽ là cái chiếc xe này theo tiêu chuẩn châu Âu các bạn ạ. Cho nên là cái phần tựa này này, phần tựa ghế này. Cái phần nệm ghế này quá oách luôn. Và cái độ lõm, đó, cái độ lõm tôi ngồi. Ông chủ tí xem thế nào. Nói chung đi xe này mà vào khách sạn 5 sao, resort 5 sao thì cũng rất ra gì và này nọ lắm. Đó, gỗ ốp bên vai. Thực ra cái này nếu mà có các rèm che nắng rồi thêm một số cái điều khiển vân vân kiểu như cho nó giống những chiếc xe mà siêu sang thì cũng oách. Còn về độ hoàn thiện về nhựa thì cảm nhận ban đầu là tốt. Còn về độ bền hay như thế nào qua thời gian sử dụng, nếu như các bạn có những cái câu trả lời hãy vui lòng comment với chúng tôi nhé. Và một bí mật tôi sẽ bật mí với các bạn. Đây, rất đặc biệt, sử dụng xăng không chì nhá. Và chỉ là dùng xăng 95 tiếng Việt đấy nhá, yên tâm là không lo nhập các bạn. Rất vui là xe thương hiệu Việt dành cho người Việt, cho nên các bạn sẽ thấy là tất cả các hướng dẫn ấy đều bằng tiếng Việt rất dễ hiểu. Đấy, sản xuất tại VinFast này, các cảnh báo áp suất lốp vân vân, rất nhiều cái chỉ dẫn bằng tiếng Việt, yên tâm. Cái chốt cửa nó bị lồi lên rất đơn giản bởi vì là nó mở tương đối giống những chiếc xe BMW. Nếu như xe đang khóa thì ta mở hai lần, một ạ, tạch chưa, hai ra kín. Tôi thích chiếc sedan này. Đầu tiên tôi vẫn mời các bạn nghe úi giời, loa của A2.0 cũng tương tự như SA, trầm ấm được, không biết là thương hiệu gì nhưng mà nghe hay là được. Về lâu về dài thì anh em hãy sử dụng và comment giúp mình đấy để xem nhé. Bản đồ có này, wow, cầm vô lăng là cảm thấy có cái gì đấy chắc chắn thích đấy, sẽ thích chăng. Bấm cam 360 các bạn thấy không, cam 360 này, lượn quanh à. Đấy, quanh coi các bạn sẽ thấy nhá, đi chậm thì các bạn sẽ thấy này. Đấy. Tôi nghĩ là màn hình này mà nét hơn một chút nữa thì đó là điều quá tuyệt vời luôn. Và cũng rất hy vọng rằng trên những cái xe VinFast sau này sẽ có thêm được những cái hệ thống như là hỗ trợ giữ làn, Adaptive Cruise Control, rồi phanh khoảng cách, rồi hỗ trợ phanh, rồi cảnh báo gọi là tiền va chạm vân vân rất nhiều. Rồi là những cái như Auto City Brake, tức là hỗ trợ phanh trong phố đấy, nhẹ nhàng. Với lợi thế của những chiếc xe sedan, đặc biệt là không giống những chiếc xe nào trong phân khúc, bởi vì tôi dẫn động cầu sau, A2.0 dẫn động cầu sau. Đấy, tăng tốc mượt lắm, mượt đấy, lên nhẹ để chế độ D. Úi rồi, bốc hơn SA 2.0 khá nhiều. Rất đơn giản, mẫu xe này thì có khối lượng khoảng 1,7 tấn, nó nhẹ hơn, hay là cái trọng tâm nó thấp, gầm nó đâu khoảng 116. Thì cái việc mà chúng ta tăng tốc này, rồi là cua này, hơn nữa là lợi thế của xe cầu sau, cua bám. Đấy, lên ngay nhá. Rồi, lên ngay. Các bạn sẽ thấy được cái động cơ nó hoạt động ở vòng tua cao khá là tốt. Rồi. Chuyển làn nhẹ một cái. Thực ra cách âm tốt, độ ổn định của thân xe và độ êm tôi thích. Thích hơn mẫu SA 2.0 là 1-2 điểm đấy. Êm và bám chắc. Ví dụ như ta có thể cua nhẹ nhàng này, slalom nhẹ nhàng như thế này cả này. Đấy, để biết là nó bám này. Đấy, kiểu như thế. Rồi. Nói chung là lợi thế của xe cầu sau và cái nền tảng khung gầm được thừa hưởng của những chiếc xe của Đức thì là lợi thế của A2.0 thưa các bạn. Bây giờ tôi sẽ muốn tăng tốc nó ngặt hơn và để mở ấy, và tôi sẽ phanh lại.
tôi sẽ đẩy ga lên tiếp và nó vẫn lên. Độ trễ là thấp hơn. Đấy, và tua cao các bạn sẽ thấy này, khoảng 5-6 ngàn nhá. Đấy, cái cách nó hoạt động ở cái vòng tua cao nó khá là tốt. Và cái hộp số ZF này sau một thời gian chạy 1.000, 2.000, 3.000 cây nó sẽ hiểu bạn hơn. Những hộp số thông minh, những cái gì đó nó thuộc ở thông minh thì tôi nghĩ rằng nó sẽ hiểu. Đây là những cái cảm nhận ban đầu các bạn sẽ thấy này. Nó lên nhanh, nói chung nó lên khá là ngọt. Thực ra lên khá là ngọt đấy. Và cái việc là mình rền giữ ở cái tốc độ cao nó tương tự như chế độ sport đấy. Thì các bạn sẽ thấy giữ ở tua cao rất tốt. Cái vấn đề về vượt rồi vân vân là hay của nó. Nếu như để mà nói về thích mẫu SA 2.0, tôi thích 8 thì phải nói chiếc sedan này tôi phải thích 10 đấy. Cái việc mà dẫn động cầu sau cho nên cái việc phân bổ trọng tâm nó cũng khác. Và đặc biệt là khi mà chúng ta khoa khu ấy thì nó đỡ bị understeer hơn. Tất nhiên với việc cầu sau thì nó phải hỗ trợ rất nhiều từ cái hệ thống traction control cũng như là ESP để việc ôm cua nó đỡ bị oversteer. Nhưng tuy nhiên thực ra tôi thì cá nhân là người thích lái theo cái phong cách thể thao thì tôi vẫn thích một chiếc xe dẫn động cầu sau với tất cả những cái trang bị như thế này, với cái mức giá như vậy, một chiếc xe Việt Nam chất lượng thì tôi nghĩ rằng cũng là đáng tiền. Chúng ta sẽ không thể so sánh một cái thương hiệu mới 100% với những cái thương hiệu hàng trăm năm rồi. Vì vậy để mà nói về có cái gì đấy tự hào, có cái gì đấy xúc động thì nó là có. Thực sự là đến khi cầm lái mẫu xe này thì tôi phải nói là vậy. Còn anh em nào mà có chung suy nghĩ hay như thế nào nhá thì có thể là dành thời gian, dành một cái click để có thể subscribe kênh cũng như rung chuông. Và chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục có những cái chương trình đánh giá sâu hơn về cái tất cả các mẫu xe của VinFast. Cũng như nếu như ai đó đã dùng cái mẫu xe này qua nhiều thời gian, sẽ dùng qua nhiều thời gian, 1, 2, 3 tháng, thậm chí 1 năm thì có thể comment gửi thêm ý kiến, góp ý về sản phẩm cho chúng tôi bằng cách comment ngay bên dưới clip. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.